Xin chào anh em thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Hôm nay Ambe Shop xin làm video clip giới thiệu đến anh em sản phẩm mới về đến shop Ambe. Sản phẩm này của thương hiệu Cuboy với mã hàng là K600. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm này thì anh em vui lòng truy cập website ambe.vn, có tìm kiếm là K600 anh em nhé, để xem được những hình ảnh chi tiết được Ambe Shop chụp lại. Sản phẩm của chúng ta thì được đựng trong hộp là hai lớp, nhìn rất sang trọng. Hộp tính một lớp giấy và đây là hộp chúng ta. Hộp được thiết kế từ bằng chất liệu giấy giả da thì rất sang trọng, thích hợp cho anh em làm quà tặng hay là có thể trưng bày thì rất là phù hợp. Sản phẩm của chúng ta thì bao gồm một chiếc bật lửa, một bộ phụ kiện bao gồm đá, gioăng và thiết bị để vặn ốc, vặn con vít ấy. Một thẻ của hãng và một túi vải. Túi vải này thì anh em có thể bỏ bật lửa vào như đây, rất là tiện cho anh em mà cầm đi chơi xa như vậy. Bật lửa của chúng ta thì được làm chất liệu đồng anh em nhé, đồng xước bụi, càng dùng càng mới ạ. Được thiết kế khá là mỏng, cái này thì anh em có thể bỏ bao thuốc được nhé. Dưới đây thì là phần bơm xăng, đây anh em vặn con vít để ra bơm xăng cũng như là thay đá ở đây. Ở chiếc bật lửa này thì có một đặc điểm là các anh em rất thích với chuộng, đó chính là cơ chế đánh lửa, được các anh gọi là cơ chế đánh lửa tự động đấy ạ. Em sẽ test cho anh em xem đấy. Chỉ cần gạt cái công tắc này sang tự động. Cái này thì em chưa châm xăng, các anh em sử dụng mua về sử dụng thì có thể châm xăng vào. Em test thử cho anh em xem đấy. Ngoài màu đồng bụi này ra thì Ambe Shop còn một số màu khác thì anh em có thể liên hệ với shop hoặc là truy cập website ambe.vn để xem được màu sắc anh em nhé. Thì anh em nào kết cái cả sản phẩm này thì vui lòng để comment số điện thoại bên dưới video này hoặc gọi trực tiếp qua shop cho shop qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình.